hiện. Không có được pha dứt điểm của Quang Hải. Được chạy chân thấp của Ribario. Ribario, Ribario. Và đã có một tiếng phạm lỗi, sẽ có một quả đá phạt mười mét và thậm chí là một thẻ phạt nặng. Người phạm lỗi là Đình Trọng. Một tình huống tấn công có thể dẫn tới bàn thắng và thẻ đỏ trực tiếp. Thẻ đỏ trực tiếp dành cho tuyển thủ quốc gia Trần Đình Trọng. Mọi thứ đang diễn ra rất tệ với câu lạc bộ Hà Nội. Một chiếc thẻ đỏ trực tiếp và đó là một quyết định hoàn toàn xác đáng của trọng tài Nguyễn Hiền Chiết. Một tình huống mà Ribario thoát xuống với một tốc độ có thể nói là cực tốt. Đình Trọng đã buộc phải phạm lỗi. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Chính xác. Quyết định được đưa ra một cách nghiêm khắc. Và câu lạc bộ Hà Nội chỉ còn 10 người. Cơ hội sẽ được trao cho Ramos. Ramos và cơ hội để cho đội chủ nhà có bàn thắng thứ 3. Ramos và thủ môn ăn công. Ramos rất đơn giản, rất bình tĩnh và 3-0 dành cho cầu thủ chủ nhà. Điều gì đang diễn ra ở trên sân vận Thanh Hóa khi mà đội bóng ở nhóm cuối bảng, câu lạc bộ Thanh Hóa đang dẫn 3-0 trước nhà đương kim vô địch. Ban huấn luyện, ban lãnh đạo của câu lạc bộ Thanh Hóa ăn mừng, rất vui mừng, nhưng huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng thì vẫn đang trầm ngâm, mặc dù tất cả đều đang đứng về phía đội bóng của ông. 3-0 và còn được thi đấu hơn người.